chiến trường Đông Âu vẫn đỏ rực. Mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố nước này đã sẵn sàng phản công, quyết không từ bỏ Bakhmut. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói lính Wagner và lính chính quy Nga xảy ra ẩu đả, thậm chí nổ súng gây thương vong cho nhau. Một số diễn biến đáng chú ý khác về xung đột. Kho đạn khổng lồ của Hàn Quốc thu hút sự chú ý của Mỹ khi Ukraine thiếu đạn pháo. Một nhà báo điều tra của Mỹ khẳng định phương Tây biết vũ khí gửi cho Ukraine đang bị tuồn ra chợ đen. Những tin tức quốc tế chính yếu khác. Ngoại trưởng Nga đến Mỹ tham gia cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Biden trở lại Washington chuẩn bị cuộc chiến tái tranh cử cam go. Tổng thống Mexico mắc COVID-19 lần 3. Anh thử nghiệm hệ thống cảnh báo khẩn cấp quốc gia mới. Tìm hiểu ngày hội âm nhạc mừng lễ Eid al-Fitr của người Libya. Tất cả sẽ có trong chương trình hôm nay. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay, chương trình ngày 24 tháng 4, mở đầu với những cập nhật về diễn biến trên chiến trường Đông Âu. Thưa quý vị, Bộ Tổng tham mưu Ukraine mới đây cho biết, căng thẳng giữa các binh sĩ của quân đội Nga và nhóm lính đánh thuê Wagner đã leo thang thành một cuộc đấu súng tại thị trấn Stalizia Luhatka ở tỉnh miền đông Luhansk do Nga kiểm soát. Trong cuộc giao ban thường ngày vào tối 23 tháng 4, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nêu rõ, họ đang đổ lỗi cho nhau những tính toán sai lầm về chiến thuật. Hai bên đều ghi nhận thương vong trong cuộc ẩu đả. Ukraine không cung cấp chi tiết hay bằng chứng cụ thể nào và phía Nga cũng chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên. Tuy nhiên, gần đây lực lượng Wagner và Bộ Quốc phòng Nga liên tục có mâu thuẫn, chủ yếu do vấn đề cung cấp đạn dược. Nga đã kiểm soát hoàn toàn tỉnh Luhansk của Ukraine kể từ đầu tháng 7 năm ngoái, sau khi chiếm được Lysychansk, thành phố lớn cuối cùng trong khu vực còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Luhansk cùng với Donetsk, Kherson và Zaporizhia đã trở thành một phần của Liên bang Nga vào tháng 9 cùng năm sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Liên quan đến tình hình nảy lửa ở địa ngục Bakhmut, trong cuộc phỏng vấn với tờ Al-Arabiya mới đây, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev không thể từ bỏ việc kiểm soát thành phố miền đông này, bởi nếu nơi đây rơi vào tay Nga, Moscow sẽ có được một bước đệm để tiến tới hai thành phố quan trọng của Ukraine là Kramatorsk và Sloviansk. Ông Zelensky nói, chúng tôi không thể từ bỏ Bakhmut, bởi điều này sẽ giúp Nga mở rộng mặt trận chiến đấu và tạo cơ hội cho Moscow chiếm thêm nhiều vùng đất hơn nữa. Theo ông Zelensky, nếu Nga chiếm được Bakhmut, thành phố này có thể được sử dụng như một bàn đạp để tiến tới hai thành phố lớn hơn ở miền đông Ukraine là Kramatorsk và Sloviansk. Mặc dù một số nhà phân tích nói rằng thành phố này có ít giá trị chiến lược, nhưng ông khẳng định rằng Ukraine sẽ không từ bỏ. Ông kêu gọi những người này đến thăm Bakhmut để biết được điều gì có thể xảy ra tại nơi này và Ukraine đang phải đối mặt với mối đe dọa như thế nào. Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky bày tỏ tin tưởng vào khả năng của Ukraine trong việc đẩy lùi cuộc tấn công của Nga, nói rằng lực lượng Ukraine đã sẵn sàng tiến hành cuộc phản công. Ông nói, tôi không thể nói rằng tình hình đang ổn định, nhưng chúng tôi đang chiến đấu, chúng tôi đã mạnh hơn so với một năm trước. Quân đội của chúng tôi đã sẵn sàng và chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để giúp lực lượng trở nên mạnh mẽ hơn. Ông Zelensky cũng cảm ơn sự hỗ trợ của các đồng minh, đồng thời lưu ý rằng các đồng minh cũng đang giúp chính mình khi viện trợ cho Ukraine. Ông khẳng định Nga sẽ không dừng lại ở Ukraine và tiến xa hơn. Trong khi đó, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inat, hôm 23 tháng 4 đã dự đoán rằng Nga sẽ không thể tích lũy đủ nguồn lực tên lửa của mình ở Ukraine vào mùa thu năm nay. Cụ thể, ông Inat nói, Nga sẽ sử dụng mọi biện pháp để tăng cường khả năng của mình, bao gồm cả tên lửa. Họ đã phóng rất nhiều tên lửa vào mùa thu và mùa đông năm ngoái. Ông nói thêm, nhưng Nga sẽ không thể tích lũy dù chỉ là 1/3 lượng tên lửa đã dùng trong năm ngoái, từ giờ cho đến mùa thu năm nay, bởi vì quá trình sản xuất mất nhiều thời gian và không dễ thực hiện dưới các lệnh trừng phạt. Quân Nga có thể sẽ cố gắng nhập thêm một số hệ thống từ các quốc gia khác, nhưng họ sẽ không thể có lại được tiềm lực đã tích lũy trong nhiều thập kỷ qua. Nga bắt đầu triển khai tấn công tên lửa vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine vào tháng 10 năm ngoái. Nga tuyên bố hành động này là để đáp trả vụ tấn công cầu Kerch mà Moscow cáo buộc Ukraine là bên thực hiện. Trong suốt mùa đông 2022, Ukraine đã chật vật khi các lưới điện và hệ thống điện trên khắp quốc gia gặp vấn đề lớn sau khi bị tên lửa Nga tấn công.
Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Ukraine ông Dmytro Kuleba có khả năng sẽ phải tiếp tục bày tỏ sự thất vọng của Kiev đối với các ngoại trưởng EU trong cuộc họp ở Luxembourg vào hôm 24 tháng 4 về việc liên minh đang quá mức chậm chạp trong việc triển khai kế hoạch mua đạn dược để giúp Ukraine chống lại Nga. Vào tuần trước, ông Kuleba đã bày tỏ sự thất vọng rằng thỏa thuận về việc các nước EU sẽ cùng mua đạn pháo cho Ukraine vẫn chưa được thực hiện do có những bất đồng liên quan đến các doanh nghiệp châu Âu. Ông Kuleba cho biết việc EU không có khả năng đưa ra quyết định của riêng mình trong vấn đề mua vũ khí cho Ukraine là điều đáng thất vọng. Ông cảnh báo, đối với Ukraine, cái giá phải trả cho sự trì trệ này là mạng sống con người. Đạn pháo, đặc biệt là đạn 155mm, đã trở nên vô cùng quan trọng đối với cuộc xung đột khi lực lượng Ukraine và Nga đang cuốn vào cuộc chiến tiêu hao dữ dội. Các quan chức cho biết Kiev đang sử dụng nhiều đạn dược hơn so với khả năng hiện tại của các đồng minh. Kế hoạch mua sắm chung này là một phần trong thỏa thuận đa mục tiêu của EU nhằm cung cấp 1 triệu quả đạn pháo hoặc tên lửa cho Ukraine trong vòng 12 tháng, đồng thời tăng cường sản xuất đạn dược cho châu Âu. Kế hoạch đã được các bộ trưởng ngoại giao phê duyệt vào tháng trước. Các quan chức EU đã đáp trả những lời chỉ trích của ông Kuleba bằng cách nhấn mạnh rằng liên minh đang nhanh chóng triển khai kế hoạch. Các nước EU đã đồng ý mua vũ khí từ các công ty từ EU và từ Na Uy, quốc gia có quan hệ kinh tế chặt chẽ với khối. Một nhà ngoại giao EU giấu tên cho biết, chúng ta không nên đánh mất mục tiêu của mình, đó là giúp đỡ Ukraine. Theo thông tin từ Bloomberg, quốc gia cách xa tiền tuyến Ukraine nửa vòng trái đất là Hàn Quốc, hiện đang có một kho dự trữ số lượng lớn đạn pháo khổng lồ. Theo ước tính, số lượng đạn pháo trên bán đảo Triều Tiên có thể lên tới hơn 1 triệu viên. Hiện kho dự trữ của Hàn Quốc đang thu hút sự chú ý của Mỹ trong bối cảnh Kiev đang thiếu đạn trên chiến trường. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol gần đây đã cho biết rằng chính phủ của ông có thể sẵn sàng thay đổi chính sách về việc viện trợ sát thương cho Ukraine với một số điều kiện nhất định. Đây được xem là một tin đáng mừng đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden khi Washington đang vận động đồng minh giải quyết tình trạng thiếu đạn của Ukraine. Văn phòng của ông Yoon cho biết các quy định liên quan đến việc viện trợ sát thương cho Ukraine sẽ phụ thuộc vào việc Nga có đang đẩy mạnh tấn công vào thường dân ở Ukraine hay không. Ông Yoon dự kiến sẽ gặp ông Biden trong chuyến thăm cấp nhà nước vào ngày 26 tháng 4, thảo luận về các vấn đề hợp tác kinh tế và an ninh. Nhà phân tích về Hàn Quốc, Triều Tiên từng làm việc tại Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ Su Kim cho biết, yếu tố đang đè nặng lên ông Yoon là liệu quyết định xích lại gần Kiev của Seoul trong cuộc xung đột này có khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tăng cường hợp tác quân sự hơn với Triều Tiên hay không. Điện Kremlin trước đó đã nói rằng nếu Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng nghĩa nước này đang tham gia vào cuộc xung đột. Cựu Tổng thống Nga ông Dmitry Medvedev nói rằng Moscow có thể đáp trả bằng cách bán vũ khí tiên tiến cho Triều Tiên. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky từ lâu đã tìm kiếm vũ khí từ Hàn Quốc và thậm chí còn đưa ra lời kêu gọi viện trợ khi phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc vào tháng 4 năm ngoái. Thưa quý vị, nhà báo người Mỹ Seymour Hersh mới đây khẳng định rằng vũ khí mà phương Tây cung cấp đang được các chỉ huy Ukraine bán cho những tay buôn lậu ở Ba Lan, Romania và các quốc gia khác. Ông Hersh cũng cho biết phương Tây biết được các vũ khí này đang bị đưa ra chợ đen. Các thông tin về việc những chuyến hàng vũ khí bị thất lạc cũng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Mỹ. Theo ông Hersh, kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm ngoái, Ba Lan, Romania và các quốc gia khác ở biên giới tràn ngập vũ khí mà Mỹ và đồng minh vận chuyển cho Ukraine. Ông giải thích, thông thường không phải các tướng lĩnh mà là các đại tá và những người khác sẽ đích thân bán lại chúng cho thị trường chợ đen. Nhà báo lưu ý phương Tây vào năm ngoái cũng lo ngại rằng một số vũ khí được gửi tới Ukraine, chẳng hạn như tên lửa Vava Stinger, được sử dụng để bắn hạ máy bay ở độ cao đáng kể sẽ bị bán đi. Các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo về việc vũ khí do phương Tây cung cấp đang được buôn lậu ra bên ngoài Ukraine, có khả năng ảnh hưởng đến tình hình an ninh ở những nơi khác trên toàn cầu. Vào tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cho biết, các nguồn cung cấp quân sự của NATO dành cho Kiev cuối cùng sẽ rơi vào tay các nhóm tội phạm cực đoan và khủng bố. Trong cuộc phỏng vấn với Radio NV ngày 23 tháng 4, nhà khoa học chính trị Alexander Mortin cho biết việc Ukraine trở thành thành viên NATO sẽ không thay đổi bất cứ điều gì đối với nước này. Ông Mortin giải thích, nếu Ukraine trở thành thành viên vào ngày mai, việc này cũng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì đặc biệt, bởi vì Mỹ và các đồng minh NATO đã giúp đỡ Ukraine rất nhiều. Rất khó để cho rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine sẽ tạo nên sự thay đổi đột ngột nào đó. Ông cũng nhấn mạnh,
Đối với Ukraine, điều quan trọng nhất là có được sự hỗ trợ về tài chính và quân sự từ các nước thành viên NATO, đặc biệt là Mỹ. Ông nói, nếu Ukraine có thể tự bảo vệ nhờ sự trợ giúp này, thì điều đó cũng giống như việc trở thành thành viên NATO. Ông khẳng định, và nếu Ukraine có thể thành công phòng vệ, thì tư cách thành viên sẽ không còn là vấn đề, vì trên thực tế Ukraine đã là một thành viên. Từ bất kỳ quan điểm nào, Ukraine đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ của một thành viên NATO và sẽ nhận được tất cả các lợi ích của một thành viên NATO. Theo nhà khoa học chính trị, tư cách thành viên sẽ chỉ là một hình thức. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rynnikov cho biết hôm 22 tháng 4 rằng Ukraine trên thực tế đã gia nhập NATO vào năm 2022. Tỷ phú Elon Musk mới đây tuyên bố ông đã quyên góp 100 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Thông tin được đài RT của Nga đăng tải. Tôi đã quyên góp 100 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Còn ông thì sao? Ông Musk hỏi nhà văn người Mỹ Stephen King trong một cuộc tranh luận trên Twitter sau khi vị tác giả gợi ý nhà sáng lập SpaceX Tesla kiêm giám đốc điều hành Twitter nên phân bổ một phần số tiền thu được từ chính sách duy trì dấu tích xanh mới của Twitter cho Kiev. Elon Musk đồng thời đăng tải lại một thông điệp hồi tháng 10 năm ngoái của Bộ trưởng Công nghệ Ukraine Mikhail Fedorov. Trong đó, vị quan chức quốc gia Đông Âu cảm ơn nhà sáng lập SpaceX vì ông đã cung cấp cho Ukraine mạng vệ tinh Starlink do công ty xây dựng để cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh kể từ khi xung đột nổ ra. Mạng lưới vệ tinh này đã được Kiev triển khai trong việc giám sát các hoạt động di chuyển của quân đội và thu thập các thông tin quân sự khác. Tuy nhiên, hồi tháng 2, Kiev đã thể hiện thái độ giận dữ sau khi Elon Musk và SpaceX áp đặt các hạn chế đối với việc sử dụng Starlink ở Ukraine trong bối cảnh có báo cáo rằng công nghệ này đang được khai thác để điều khiển máy bay không người lái. Thời điểm đó, ông Mikhail Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine nói rằng SpaceX phải đưa ra quyết định liệu họ có đứng về phía tự do hay không. Giám đốc điều hành SpaceX Gwynne Shotwell nêu rõ trong một cuộc họp báo vào tháng 2 năm ngoái rằng Starlink được triển khai ở Ukraine không phải với mục đích phục vụ các cuộc tấn công và không bao giờ có chuyện vũ khí hóa hệ thống này. Chuyển sang các tin tức quốc tế nổi bật khác, TASS mới đây dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết, Ngoại trưởng nước này ông Sergei Lavrov đã đến New York và sẽ ở lại đây trong vòng 2 ngày, 24 và 25 tháng 4, để tham gia các phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bà Zakharova trong một bài đăng trên Telegram nêu rõ, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã có mặt ở New York. Ngày mai 25 tháng 4, ông ấy sẽ chủ trì một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nữ quan chức đồng thời cho biết, hơn 700.000 người đã theo dõi chuyến bay chở nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đến Mỹ thông qua FlightRadar với tổng cộng gần 3 triệu lượt xem. Đó là một kỷ lục, bà Zakharova cảm thán. Cũng thuộc khuôn khổ chuyến đi, Ngoại trưởng Nga Lavrov sẽ còn có cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Theo TASS, ông Lavrov đã mời các nhà ngoại giao hàng đầu của một số nước, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, tham gia cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Nga chủ trì. Tuy nhiên, khả năng hai nhà ngoại giao Mỹ-Nga có cuộc tiếp xúc trực tiếp tại Liên Hợp Quốc vẫn còn bỏ ngỏ. Ngoại trưởng Nga trước đó cho biết Moscow sẵn sàng cho các cuộc gặp với ông Blinken và chưa bao giờ từ chối các đề xuất đối thoại nghiêm túc từ Mỹ. Hôm 23 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cùng vợ đệ nhất phu nhân Jill Biden trở lại Washington khi nhà lãnh đạo chuẩn bị cho cuộc chiến tái tranh cử đầy cam go ở độ tuổi 80. Ông Biden, đảng viên Đảng Dân Chủ cho biết ông sẽ tái tranh cử và đang cân nhắc đưa ra thông báo chính thức qua video vào thứ Ba. Năm 2020, ông Biden đã không quá nổi bật khi sự lây lan của COVID-19 tàn phá hầu hết các khía cạnh của đời sống Mỹ, đặc biệt là cuộc đọ sức trong chiến dịch tranh cử giữa ông với Tổng thống lúc bấy giờ Donald Trump, đại diện Đảng Cộng Hòa. Ông Trump đã tổ chức các cuộc meeting lớn, trong khi ông Biden thực hiện phần lớn chiến dịch vận động tranh cử từ tầng hầm ngôi nhà của ông ở Wilmington, Delaware, chủ yếu là tránh đám đông, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Theo Reuters, không giống đợt tranh cử trước, ông Biden sẽ không còn tránh các sự kiện công cộng với các cuộc vận động tranh cử truyền thống tại các quán ăn, nhà hàng và hội trường công đoàn, cùng những cái bắt tay chụp ảnh với các cử tri. Đại hội Đảng Dân Chủ ở Chicago dự kiến sẽ diễn ra trực tiếp thay vì trực tuyến, và ông Biden, Tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, sẽ có việc phải làm cho quyết định tái tranh cử. Ông Biden đã đánh bại ông Trump vào năm 2020, bằng cách giành chiến thắng trong đại cử tri đoàn với tỷ lệ 306 trên 232, giành chiến thắng sát sao tại hai bang
Pennsylvania và Georgia. Đồng thời, ông đã vượt qua ông Trump với hơn 7 triệu phiếu bầu trên toàn quốc, chiếm 51,3% số phiếu phổ thông so với 46,8% của Đảng Cộng Hòa. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cùng ngày cho biết ông vừa có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 với tình trạng bệnh không nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông vẫn sẽ dành vài ngày để nghỉ ngơi. Đây là lần thứ ba người đứng đầu nhà nước Mexico mắc COVID-19. Ở hai lần trước, ông Obrador đều có triệu chứng nhẹ. Nhà lãnh đạo Mexico cho biết Bộ trưởng Nội vụ Adam Augusto López sẽ thay ông chủ trì các cuộc họp giao ban chính phủ vào buổi sáng. Ông Obrador, sinh năm 1953, hiện 70 tuổi. Ông đắc cử Tổng thống Mexico vào năm 2018. Nhà lãnh đạo quốc gia Bắc Mỹ từng lên cơn đau tim vào năm 2013. Tháng 1 năm ngoái, ông đặt ống thông tim và được cho là luôn có sức khỏe tốt. Chính phủ Mexico cho biết Tổng thống Obrador thường xuyên thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ, bao gồm xét nghiệm máu, căng thẳng tim, chụp điện tâm đồ, CT. Thưa quý vị, hàng triệu điện thoại di động thông minh trên khắp Vương quốc Anh đã cùng rung chuông báo động trong ngày 23 tháng 4 khi chính phủ xứ sở sương mù tiến hành thử nghiệm hệ thống cảnh báo khẩn cấp quốc gia mới. Hệ thống được sử dụng trong các tình huống nguy hiểm như hỏa hoạn, lũ lụt hay tấn công cực đoan. Tiếng cảnh báo đã vang lên lúc 14 giờ theo giờ địa phương trên các thiết bị dùng mạng 4G và 5G. Âm thanh kéo dài trong 10 giây, kèm hiển thị thông báo với nội dung rằng mọi người không cần thực hiện bất kỳ hành động nào. Theo truyền thông, một số trường hợp đã báo cáo thiết bị của họ không nhận được thông báo hoặc phát ra âm thanh, trong khi một số khác cho biết điện thoại di động của họ đã nhận được cảnh báo sớm hơn những người khác. Chuyển sang các tin tức thể thao, văn hóa nổi bật trên thế giới. Thưa quý vị, mới đây, tay vợt Carlos Alcaraz đã bảo vệ thành công chức vô địch giải quần vợt ATP 500 Barcelona Open tại quê nhà Tây Ban Nha sau khi đánh bại Stefanos Tsitsipas của Hy Lạp với tỷ số là 6-3 và 6-4. Với chiến thắng tại chung kết Barcelona Open 2023, đây là danh hiệu vô địch thứ 9 trong sự nghiệp của Alcaraz. Thành tích này cũng giúp tay vợt 19 tuổi, đang xếp thứ 2 ATP, trở thành tay vợt Tây Ban Nha thứ 4 ghi tên vào lịch sử Barcelona Open với 2 lần vô địch và là người thứ 11 trên thế giới nắm giữ ngôi vương giải đấu trong 2 năm liên tiếp kể từ khi giải thành lập năm 1953. Sắp tới, Alcaraz sẽ tham dự một giải đấu trên sân đất nện khác cũng được tổ chức ở quê nhà Tây Ban Nha là ATP Master 1000 Madrid Open, nơi anh đã xuất sắc đánh bại Novak Djokovic để giành chức vô địch vào năm ngoái. Giải khởi tranh từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 với sự vắng mặt của hai tay vợt kỳ cựu Nadal và Djokovic do chấn thương. Cuối tuần qua, những người dân ở thành phố Benghazi của Libya đã tổ chức ngày hội âm nhạc, chào đón lễ Eid al-Fitr, nơi họ mặc trang phục truyền thống và nhảy múa theo giai điệu rộn ràng của các bài hát truyền thống. Sự kiện ban đầu chỉ là dịp để mọi người gặp gỡ nhân lễ Eid al-Fitr cách đây 5 năm. Giờ đây hoạt động phát triển thành một ngày hội ca múa nhạc truyền thống hàng năm nhằm tôn vinh, lưu giữ văn hóa đất nước trong giới trẻ. Trang phục của người Libya là biểu tượng chính trong bản sắc dân tộc. Cuộc tụ họp hôm nay là lời kêu gọi toàn thể người dân Libya đoàn kết, tránh xa sự chia rẽ chính trị, theo lời dạy của Chúa. Tùy vào từng khu vực ở Libya, lễ Eid al-Fitr được tổ chức vào những ngày khác nhau do những chia rẽ chính trị sâu sắc vẫn tồn tại, bất chấp những nỗ lực hòa bình trong nhiều năm qua. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.